À đây nha mọi người, sau khi mình xử lý trên mainboard cho nó chuẩn thiệt là chuẩn nữa, sau đó mình đặt màn hình vô mình test lại và test full chức năng nữa là giao khách cho. Thôi, hoàn thành sản phẩm Sofiro 4 lỗi không nhận bàn phím. Mặt tiếp luôn là mình nhận máy của khách hàng tên anh Lưu nè. Thì mình nhận từ lúc là 9 giờ. Thì đối với cái trường hợp không nhận bằng khiếm đối với Sofiro 3, Sofiro 4 thì mình làm rất là nhiều rồi. Thì mình cũng tư vấn anh Lưu là xử lý trên mainboard, tức là nó bị lỗi trên mainboard đó mọi người. Thì anh Lưu ok, và mình sẽ tiến hành mình tháo cái máy Sofiro 4 của anh Lưu này. Mình xử lý thì mình hẹn anh Lưu là 2 tiếng để anh Lưu đi ăn sáng gì đó. Rồi viết nguyên nhận lại cho anh Lưu, 2 tiếng sau anh quay lại thì mình sẽ hoàn thành cái sản phẩm này. Thì mình à đây nha mọi người, sau khi mình xử lý trên mainboard, tức là mình đúng xử lý cái ban bệnh mà không nhận bàn phím của Sofiro 3, Sofiro 4 nói chung, và đặc thù đây là Sofiro 4, thì đây bệnh kinh điển. Thì mình sau khi xử lý xong mình lắp cho mình test lại đây. Đây nha mọi người, sau khi mình xử lý trên main rồi mình test chuẩn hết rồi, mình đi keo mình dán hết rồi đó. Về cơ bản mình bắt up trên main rồi chuẩn hết rồi, chỉ việc là đi keo cho nó chuẩn thiệt là chuẩn nữa. Sau đó mình đặt màn hình vô mình test lại và test full chức năng nữa là giao khách cho. Thôi, hoàn thành sản phẩm Sofiro 4 lỗi không nhận bàn phím.